Hôm nay mình sẽ đang không thì tự nhiên cái đồng hồ nó bị trục trặc. Đo thì lúc được lúc không. Mình chả biết là tại sao mấy mấy thời gian gần đây thì mình cứ để liều mình dùng. Là thỉnh thoảng vỗ thì nó lại được. Hôm nay mình quyết tâm mình lấy ra mình sửa. Mình sửa thì mình tháo tung nó ra. Cái đồng hồ nó gọi là cùi bắp, gọi là quá cũ rồi, rất là lâu rồi, không biết là bao nhiêu năm. Thì mình tháo ra và mình quyết định là chấm hàn hàn lại hết toàn bộ những cái mối hàn ở trên cái vỏ mạch của nó, chấm hết toàn bộ các mối hàn, bởi vì những cái mối hàn nó cũ lâu lâu năm có thể nó sẽ bị hoen rỉ và nó tiếp xúc không tốt. Thứ hai là cái đồng hồ mình quăng quật quá nhiều, chính vì mình quăng quật quá nhiều nên nó bị rung động, có thể là nó sẽ long những cái mối hàn nó tiếp xúc không tốt. Mình thấy chấm lại toàn bộ cho nó yên tâm. Nhưng mà sau khi mà chấm lại thì mình sẽ lấy cái xăng mình đánh cho nó sạch, đánh sạch hết nhựa thông, sau đó lại lấy xăng tiếp tục là lau sạch ở ngay cái chỗ tiếp xúc của nó, ngay cái chỗ chính giữa trung tâm nó là có cái chỗ tiếp xúc, nó có cái công tắc bật xoay tròn nó, thì ở chỗ đó mình phải lau cho nó sạch sẽ, càng sạch càng tốt. Lau rồi cọ cọ thật bóng đi, bởi vì ở chỗ đó mình càng cọ sạch càng bao nhiêu thì nó sẽ càng tiếp xúc tốt bấy nhiêu. Và sau khi mà hàn hiếc các thứ xong xuôi đâu đấy thì mình lắp vào và mình bật cái thang về cái thang nhân 1, thang đồng hồ đo điện trở, và mình chập hai cái kim lại với nhau thì thấy là nó không lên. Nó chả hiểu tại sao mà nó lại không lên, bật đi bật lại nó cũng không lên, mặc dù những cái mối hàn là đã hàn hết toàn bộ rồi, chẳng còn cái mối hàn nào mà nó cảm thấy là nó không ăn nữa. Vậy thì nó bị ở đâu? Ở trên đồng hồ nó chỉ có từng đấy con điện trở, từng đấy linh kiện, nó không hề có một con transistor nào hết, nó chỉ có mấy con diode với toàn bộ là điện trở, một con tụ cốm, một tụ hóa, thế thôi. Những cái đó thì nó hầu như không hỏng, mà cái con đồng hồ nó hỏng đa số là chỉ có đứt điện trở. Ngoài cái đứt điện trở ra thì nó chẳng hỏng cái gì khác. Ngoài ra thì nó còn cái đồng hồ thì cái kim đồng hồ thì nó có cuộn dây ở trong đó, thì đôi khi nó bị kẹt, kim đồng hồ nó trừ khi nó bị kẹt thì nó mới không quay lên, còn kim đồng hồ thì nó cũng ít khi mà hỏng lắm, trừ khi nó bị kẹt. Kim đồng hồ nó làm theo cái kiểu là cuốn cuộn dây quanh cái ấy để cho cái phe, để cho nó cảm biến, để cho cấp cho nó một cái nguồn điện nhỏ, thì tự nhiên nó sẽ có cái từ trường và cái kim đồng hồ nó sẽ vọt lên. Vì thế cái kim đồng hồ nó ít khi hỏng, trừ khi nó bị kẹt. Mà nếu mà nó hỏng thì cũng cái kim đồng hồ mà hỏng thì cũng vứt luôn. Vì thế ở trên cái đồng hồ nó cũng chả có cái gì để mà gọi là khó sửa, nó chỉ có hỏng điện trở, đứt điện trở mà thôi. Ngoài ra nó chẳng hỏng cái gì khác.
Vì thế mà muốn sửa đồng hồ thì các bạn chỉ cần có cái sơ đồ của nó hỏng cái đường điện nào thì các bạn lần theo cái sơ đồ của nó, cái đường điện đó cấp cho cái gì thì là các bạn sẽ lần ra được cái đường đường hỏng đó là đường gì, đường điện nào để mà đo với cái nấc thang nào. Sau một hồi lần mò thì mình tìm thấy hóa ra là cái cầu chì nó đứt thì nó cũng không ra đứt hẳn, mà nó nối thì cũng không ra nối hẳn, tức là nó nối hờ hờ. Khi mà lắc mạnh thì cái cầu chì nó tiếp xúc cái sợi thép vào cái thanh thép thì nó lên, mà không lắc mạnh thì nó lại lỏng cái sợi đồng ra, thành ra là hóa ra là cái cầu chì ngay cái chỗ cắm cầu chì xuống nó cũng đang long lay, nên là phải hàn lại toàn bộ mạch thì nó dùng thì nó thoải mái hơn, nó rất là nhiều, và không nó sẽ dùng khi mình dùng mình hàn lại mạch thì chắc chắn là nó sẽ ít trục trặc hơn rất nhiều, và mình dùng quang quật thì nó thoải mái hơn. Cái đồng hồ này mình dùng phải nói là rơi cũng khá nhiều và quang quật cũng khá nhiều, mà đến bây giờ nó vẫn đang còn dùng được và nhìn nó cũ rích như vậy. Và khi các bạn là muốn muốn đo cái muốn đo ở trên nấc thang đồng hồ thì nó có 3 4 ô đấy. Bên phía thang nhân 1 thì là đo điện trở. Đo điện trở thì nó có 4 nấc, nấc nhân 1, nấc nhân 10 và nấc nhân 100. Rồi nấc nhân 1K và nấc nhân 10K. Thì từ nấc nhân 1 cho đến nấc nhân 1K thì là dùng pin 3V. Còn nấc nhân 10K thì nó dùng pin 9V. Vì tôi thế mà nếu mà các bạn tháo cái pin 9V ra thì cái nấc nhân 10K sẽ không đo được. Còn ở phía bên kia là đo ampere. Đo ampere thì cái đồng hồ này của mình nó hỏng cái thang nấc ampere rồi. Và đo ampere thì các bạn cắm lên cái dọc cái phía trên, dọc phía một bên ấy, nó có đề cái chữ là đo thang ampere. Còn ngoài ra thì nó có cái thang nấc đo đo DC. Đo DC thì các bạn vặn về phía DC và ở đó có cái chữ DC, tức là đo nguồn điện một chiều. Và ngoài ra thì nó có cái thang gọi là đo AC. Đo AC thì các bạn vặn về phía thang AC. Và ở đó là AC có nghĩa là đo xoay chiều ở đấy. Và khi đo thang nào thì thang đó đều có cái số ghi ở đó hết. Ví dụ như mà là đo thang AC thì ở đó có đề là 1000V, 250V, 50V và 10V. Thì các bạn muốn đo điện 220 thì các bạn chỉnh cái mũi đồng hồ của cái nấc, cái mũi trắng trắng quay về phía 250V thì các bạn đo điện